Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Anh em ơi, chào mừng anh em ơi, quay trở lại với tiếp tục với đợt game One Punch Man của VNG. Và hôm nay thì để mình xem đã là hôm nay mình có những cái gì hay ho mình sẽ làm cho anh em xem đây. Ok, thì hình như là hôm nay là mình có thể là mình sẽ up được con tướng lên được cái 5 sao, con tướng thứ 6 lên 5 sao, và mình sẽ mở được một cái gọi là cái bộ sưu tập anh em ạ. Mình sẽ mở phá được thêm một cái tầng ở trong cái bộ sưu tập, nhưng mà không biết là mình sẽ mở được là 11 với lại 12 luôn hay không, chỉ là hay là chỉ với 11 thôi. Ok, để xíu nó như thế nào thì anh em đợi tí xíu nó sẽ vô trong game và mình anh em chúng ta sẽ trải nghiệm nha anh em. Hôm nay để em xem được có sự kiện gì hay hơn hay không. Ok, đây, trong game đã bắt đầu rồi. Hình như là hiện tại bây giờ như là đang có chiêu mộ Bogot thì bạn em với lại con tướng Metan. Metan ở trong kia hiện tại giờ mình đang có khá là nhiều vé chiêu mộ tinh anh với lại vé chiêu mộ cao thủ anh em, nhưng mà mình để sau đi. Chợ ưu đãi như là đúng rồi, đang bán con Metan này anh em ạ. Đây, nhưng mà mình ui có cái gì miễn phí này anh em đó. Ok, được 10 lon ESP cũng đỡ khổ. Ok, thì hiện tại bây giờ thì hôm nay mình sẽ đập cho cái con hiệp sĩ game mùa xuân đó. Mình sẽ đập cho game mùa xuân này lên gọi là 5 sao để mà có thể là kích hoạt được cái bộ sưu tập nha anh em. Bộ sưu tập hiện tại bây giờ mới chỉ có được có 12 thôi anh em ạ. Ui, bây giờ mình muốn lên được cái đó là hơi bị khó nha anh em. Đấy, hơi bị tốn kim cương anh em à. Rồi ok, một cái. Nhưng mà hình như là rất tiếc là mình nếu mà mình bây giờ full luôn thì như là chỉ lên được có 24 thôi anh em. 24 thôi nhưng mà sẽ còn thiếu. Bây giờ mình cũng chẳng để dành kim cương đó, ức chế anh em. Hôm bữa mình chiêu mộ con tướng robot, chiêu mộ hoài không được, ức chế quá cho nên là mình bỏ luôn rồi. Mình không kiếm vé đen nữa. Ok, hiện tại giờ thì chỉ còn thiếu một cái thôi anh em à. Bây giờ mình sẽ thử vận may ở những cái chỗ khác để xem được có chỗ nào nó bán mấy cái đó để mình có thể là mua được hay không đây. Có chỗ nào để mua được những cái đó đây anh em, để mình xem thử. Quyết đấu. Ồ, cái gương này không phải anh em. Để mình xem để có cái gương này thì hên xui anh em. Hiện tại giờ thì mình mua được có một cái gương thôi, bây giờ mình sẽ thử vận may. May với lại một cái gương này biết đâu được sẽ ra được cái huy hiệu của hệ vũ trang. Ôi trời ơi, huy hiệu công nghệ. Khá tiếc anh em ạ, hiện tại giờ mình cũng chẳng còn cái gì để có thể là mở ra được đây. Cái gì đây? Ui, một cái huy hiệu hệ vũ trang nữa, ổ lộn hệ công nghệ nữa, của tâm linh vậy, tâm linh. Bây giờ thì mình cũng chẳng còn cái gì để mình có thể là mở ra được nữa anh em ạ. Một trong những huy hiệu ít hết. Ok, vậy mình phải tốn thêm một ít kim cương để mà mở khóa, để mà quýnh con cái ải boss nó thêm một lần nữa rồi anh em à. Mình phải tốn thêm một mớ kim cương nữa. Thôi lỡ rồi, quyết định luôn đi. Chơi luôn đi nè. Bây giờ mình cũng nhưng là giờ trải nghiệm vui là chính là chứ giờ 120 kim cương nữa. Lỡ rồi anh em, chơi luôn. Lỡ rồi anh em, lỡ rồi, cùi đâu còn sợ lỡ nữa. Ủa, hồi nãy mình mua hệ vũ trang đúng không ta? Để xíu nữa là nhầm, như đúng rồi, như là hệ vũ trang anh em à. Để nhầm thì bay mất 120 kim cương thì đúng hơi bị tiếc. Ok, dân chơi anh em, dân chơi này đâu có sợ mưa gơi lớn quá thì dân chơi mình đi về anh em à. Đúng là con trai của ta. Ok, cuối cùng đã lên được 5 sao và bây giờ mình đã mở được, kích hoạt được cái bộ siêu tập rồi anh em à. Bộ sưu tập để bây giờ mình sẽ về nhà mình xem thử. Giờ dân chơi đi về thiệt anh em à. Oh, anh hùng ít kim tặng cho bạn chúc phúc nhà vua. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây hiện tại bây giờ đây mình giờ mình xem ở đây thì bạn anh em ở chỗ ấn tượng nè. Vô cùng may mắn, thanh niên văn nghệ lãnh tụ, chàng trai năng lượng tích cực, vẻ đẹp trai hấp dẫn như nè mấy anh em tặng là nổi tiếng 580 điểm. Ok, mình đó mình cũng không biết dùng để làm gì anh em. Đó, mình mở được thêm một cái anh em mà trời ơi. Ở đây thì mình chỉ có mới có ba con tướng anh em.
ở đây có con kiên nó lấy lại ba con kia nó ẩn đi cho nên nó nhận biết ba con kia là ba con gì nữa. Sonic đó, con lành củ hành. Bây giờ không lẽ bây giờ mình đập cho cái con mình có thể là mình đập được cái con Bakugan lên này em, nhưng mà rất tiếc đó là cái hệ giác đấu, cái hệ giác đấu này mình cũng gần nguy hiểm khá là nhiều cho nên là mình không có up em mới lên được anh em à. Thôi trước mắt thì để ba con thôi, đại dùm con còn thiếu con kin nữa em, thiếu con kin nữa, được một cái bục số 2. Bây giờ mình sẽ cho con Gnot đeo đi, để cho con Gnot này sử dụng cái bục số 2 đi. Ủa gắn nhưng mà ta rồi ok đấy, lên được thêm 17 10 mấy 10 k nữa nên khoảng 10 k lực kiếm nữa đó. Thì bây giờ mình đã có thể là up được cái con Bakugan lên, nhưng mà thôi chỉ được có một sao thôi anh em, vì là mình khi mà anh em đạt được con tướng thứ 6 năm sao thì anh em sẽ mở được cái bộ thứ cái bộ sưu tập mô hình thứ 11. Như vậy là chỉ được 11 thôi anh em à. Để mình xem được cái 12 này cần bao nhiêu đây. 12 này mình sẽ cần thêm một con tướng 5 sao nữa anh em à. Còn cái số 13 thì mình chưa biết, để hôm nào khi nào mình mở được cái số 12 thì mình sẽ cho anh em xem luôn. Như vậy là cái này là chỉ tối đa luôn, chỉ lên được 14 anh em. Chỉ lên được đến tối đa là 14 tầng thôi. Đó, hiện tại giờ mình đã lên được cái tầng số 11 rồi anh em à. Lên được thêm một tí xíu lực chiến nữa. Để rảnh mình sẽ up thêm lực chiến, up thêm sao cho mấy con kia để mình kích hoạt thêm điểm này kia, tăng công, tăng này con kia lên cho mấy con tướng mình nó mạnh mạnh lên xíu nữa. Ok, hôm nay thì chắc cũng cần chẳng còn gì để làm cho anh em xem nhé. Mình qua nay Lubu chưa vẫn chưa mở được cái bản One Bull Man C cho mấy anh em xem nếu anh em ở trong khiêu chiến cao thủ tối đa được khiêu chiến mấy vương. Ở khiêu chiến cao thủ như là ba vương mấy anh em. Đó, ok. Khiêu chiến thường hội mỗi ngày được miễn phí 3 lần. Ok. Đó, thì sắp tới thì mình sẽ coi thử có gì hay ho hơn mình sẽ làm cho mấy anh em xem. Bây giờ mình sẽ up xem nữa là cái này có thể là cái này hình như là 4 con tướng 3 sao mình sẽ kích hoạt được mấy anh em. 4 con tướng 3 sao, đúng rồi, 4 con tướng 3 sao thì phải. Rồi. Nhân vật 3 sao, 4 con tướng 3 sao thì mình sẽ kích hoạt cái đó. Hiện tại giờ cái con mặt tròn này là gì đây? Vậy cái này thôi bây giờ chắc mình để dành mình up cho cái con xe đạp đặng thầm đó anh em. Ủa xe đạp mất tiêu rồi. Đây, xe đạp hiện tại bây giờ thì nó cũng đã lên được tới cái bậc này rồi anh em ạ. Đó. Đây. Còn thêm 3 cái nữa, thêm 75 cái nữa anh em ạ, 75 cái huy hiệu này. Thì mình đã có thể là lên được thêm một con tướng 5 sao nữa rồi anh em ạ. Metan. Metan hiện tại bây giờ nó đang ở trong cái nhóm thứ 10. Rồi, hiện tại giờ cái nhóm này không up được đây. Nhóm thứ 9 này có cái gì up không? 1 2 3. Ồ. Hiện tại bây giờ thì mới chỉ được có hai con tướng thôi, hai con tướng thôi. Con này không biết có lên được 3 sao nổi không đây. 444 là 12. Không lên nổi 3 sao được anh em à. Tới đây 5 cái lận. Đó, hiện tại giờ thì 7 lần 5 35. Đó, còn thiếu nữa anh em à, còn thiếu 3 nháy nữa. Mình chỉ up được hai cái thôi. Rồi, ok, đi sau đi. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thử còn cái chỗ nào để mà up nữa hay không. Có nhiều anh em kêu mình nên up full cái mấy cái này nè anh em. Hiện tại giờ thì mình cũng chẳng có gì để mình up lên. Ôi, cái này còn nhiều quá nè. Wow. Lỡ rồi, cho lên 4 sao luôn. Giờ đâu có sợ gì nữa rồi anh em. Dân chơi mà, giờ mình thành dân chơi rồi anh em ạ. Đấy, chuẩn bị lên được 1.92 rồi anh em ạ. 1.92 rồi. Đó, để xem để còn gì chơi luôn. Dân chơi không ngán gì hết anh em ạ. À, cái này là 14 trên 16, mấy con này như là hệ giác đấu. Hiện tại giờ mình đang để dành hệ giác đấu, mình up cho mấy con tướng kia cho nên là không chơi được. Cái này, dân chơi này đuối quá. Đuối quá anh em ạ. Đu không nổi à. Mấy hệ khác mình có thể xả láng được, nhưng mà hệ giác đấu mình đang để dành mình bui cho mấy con Kabuto này kia, ba lỗ, anh lỗ ba, ba lỗ này kia. Ok, thì cuối cùng cũng đã mở được cái nhóm thứ 11. Rồi ok, để sau này khi nào mà có thêm đồ chơi mình sẽ up cho cái anh Bakugan. Hiện tại giờ mấy con tướng này nó bị ẩn đi cho nên là chẳng biết mấy con gì ở bên trong ấy. Nên hôm nào mình rảnh mình để tối mình rảnh mình tải cái bản fan 69 admin rồi rủ mình đi quánh. Trời ơi, ảnh được khiến to dữ vậy nè. Ok. Để đi khiêu đi. Ủa cái này gọi là cái gì ta? À, tai họa bất ngờ.
Tài quả bất ngờ. Em trai mà ghi thành em cha, trời ơi, nhầm lẫn đi xíu. Ok, tài quả bất ngờ. Ừ, chưa có đồng đế, mình thấy đồng đế không biết là có quýnh được hay không. Không biết là ảnh đang còn ở đây hay là ảnh đang treo máy ở đây. Không biết anh em à, mình cũng không thấy hồi âm gì hết, chắc là ảnh treo máy mất tiêu á. Tommy, ủa bạn Tommy là ai? À, không phải là fan này mà fan chính chính là các bạn kia đó. Thì cái anh đó thì mình vô chơi cho vui thôi. Thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình xem để là có cái gì để mình đánh đấm này kia các kiểu cho anh em xem. Hôm qua Win kêu mình solo nhưng mà không biết bữa nay Win có on hay không. Để mình xem thử Win có thay cái đội hình pin chứ pin quy quy chứ không phải là Win, mình nhầm sao game em. À, Win vẫn chưa thay cái đội hình lại, không biết vẫn đang online vậy nè. Mình xem thử. À, không on anh em à, không có on luôn. Ờ, 31 phút trước đứng đây chỉ là cái hình thôi anh em à. Hôm nay thì thôi để cái dịp bữa dịp sau đi, dịp sau mình sẽ nếu mà lên thấy Win đang có pin đang on thì mình sẽ rủ up đội hình để mà solo chơi. Nói chung là giờ rảnh rỗi không có gì làm hết anh em à, vô solo giao lưu này kia các kiểu. Vô trong đấu trường thi đấu trường hôm nay tụ hạng nhiều anh em. Tụ xuống sáng là 50 mấy, xong bây giờ lên được 45 rồi. Để mình xem đỡ 40 để mình quánh nhẹ nhàng phát cho mấy anh em xem. Chip chip. Ồ, chip chip này nghe giống như là chicken con gà anh em à. Bên cái thoại ES nhìn 10.000. Nhìn một cái là 10.000 anh em à. Để đấm một phát là 100.000 luôn. Ok. Để mình xem thử như thế nào đây. Các bạn chip chip này mình thấy các bạn này cũng chăm chất chip ở trên cái kênh chat của thế giới lắm nè. Để mình solo để làm sao. Đồng đế bên mình hấp diêm trước nha anh em. Hấp diêm trước. Ok, vô được cũng được một khúc máu. Fubuki trước luôn nha anh em. Fubuki trước luôn. Tới bi vàng bên mình hay không đây. Bi vàng bên mình bắn luôn anh em à. Ok, cũng luôn vua biển. Ở chết, bà chạy. Căng nguyên á. Trời ơi, ông có nội ba lỗ, ổng ủi phát chết bi bên mình không ạ. Gia tài có mỗi con bi nuôi ăn học bao lâu nay. Ảnh ủi phát chết tươi luôn anh em à. Ảnh ủi một phát đứt bóng luôn. À trời, chưa chết bi bên kia nữa mà, chưa chết bi bên kia nữa. Phản đòn không? Phản đòn nhưng mà cũng không si nhê luôn. Con Kabuto bên kia trâu quá. Kabuto bên kia trâu quá anh em à. Phản đòn. Wow. Chết không? Chết bi không? Trời, cái giáp cứng quá. Cái giáp cứng quá anh em à, cái giáp cứng quá. Ok, khá là ngon, đưa ba lỗ ra sao bút giáp cho bi có vẻ như hơi bị ngon anh em à. Cứng cứng. Ok, rồi. Hết kim cương để mà xả cho anh em xem rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài thôi anh em à. Để dành kim cương để ít làm vốn chứ giờ xài hết luôn thì nó hơi bị uổng quá. Nói vậy thôi chứ cũng phải đi dành kim cương chứ, nên mỗi ngày kiếm được có nhiều kim cương đâu mà xả hết thì nó hơi bị uổng. À, hôm nay 6 nhân vật đạt 5 sao sẽ nhận được một cái vé chiêu mộ cao thủ. Bây giờ mình sẽ vô mình sẽ làm cái nhiệm vụ trương anh hùng. Đó, làm xong nhiệm vụ này mình sẽ nhận được thêm hai cái vé chiêu mộ cao thủ nữa anh em à. Có lộn hay cái thế, hay vé chiêu mộ cao thủ đúng không ấy. À, bỏ quan đi, tránh nhanh. Đó, vô. Hốt hàng con Bogot. Bên kia có con Bogot anh em à. Không biết là mặt nạ với lại bi vàng bên mình có hấp diêm nổi không đây. Ok, sụp đổ. Giờ hết năng lượng cho con ba lỗ qua bắn rồi. Đó là con mặt nạ đấm rồi. Bây giờ tới lượt mặt nạ đấm rồi anh em. Phẹt. Đấm này chắc phát này chắc đứt bóng luôn anh em. Không, 4, không đứt nổi. Rồi luôn, xong phiên tới nái. Phẹt phẹt. Trời ơi. Rồi xong phiên. Rồi luôn. không ổn rồi anh em à. Mình nghĩ là mình sẽ nên thay một cái con gì đó vô. Khinh địch sẽ hủy địch là đúng rồi anh em. Căng chứ.
quỷ vô gót này nó trâu quá, nên mà bây giờ mình sẽ đưa cái con Kabuto vô. Không ổn rồi nè. Bi vàng nó rẻ như không ổn lắm. Ủa, cái này con Kabuto nó không có ở đây, mình giờ mình sẽ đưa con ba lỗ vô chở chiến. Rồi, ok, ba lỗ này sẽ vẻ có vẻ như nó sẽ trâu hơn. Bây giờ mình sẽ bút khiên phẹt phẹt đó, phẹt phẹt. Bao nhiêu máu đây, trời cũng nửa ống với bộ giỡn nha anh em. Ý là có giáp rồi mà còn nửa ống anh em à. 2 3, trời ơi chết luôn rồi anh em ơi, đấm được có 3 phát rồi. Cái này chắc không ổn, không xong rồi nè, xong phim này. Phẹt phẹt bụp tét rồi luôn, tựa như cái sơn mít gì anh em à. 2 3 4, ok, có vẻ như nó trâu hơn được một xíu. Rồi xong phim cũng giải quyết xong được bô gót này, không có đủ sức để mà tăng tới nỗi mà để con Saitama nó ra xuất hiện anh em. Cái này khi mà anh em trâu quá anh em có thể là đợi tới lúc con Saitama xuất hiện nó đấm. Đúng, bây giờ mình khiêu chiến với ai vậy nè? Còn cái nhân vật chưa ra trận nữa hả? À, ok. Bây giờ mình sẽ cho cái đội hình này thử. Đó. Ở cái đội hình này có vẻ như nó không ổn lắm. Đây. Rồi, ok, xong phim. Ui, con này là con Bogot biến thể anh em à. Đây. Ủa? Nãy mình có chọn co của con đồng đế không ta? Như nãy mình không có chọn co đồng đế vậy anh em. Phẹt. Nhưng mà cái tem này chắc là win được anh em à. Cái tem này có khả năng win. Không biết con này nó quýnh như thế nào đây. Trời ơi, anh bắn theo cái đường thẳng thôi anh em à. Bắn một phát xuyên Fuki với lại bi vàng bên mình. Đợt này sẽ được mặt nạ bên mình đắm. Để mình xem nữa là cái chương này. Mấy bữa nay mình làm biến anh em. Mấy bữa nay mình làm biến mình không quýnh cái nhiệm vụ này luôn. Trời ơi, chết. À, Fubuki bên mình đấm mấy ngày luôn anh em à. Căng quá, không thương qua Thiết Ngọc hết anh em à. Đấm cỡ này, ấy trời có chón nữa. Lần đầu tiên mình thấy con boss mà nó bị chón nữa anh em à. Nào giờ mình ít khi nào mình thấy con boss nó bị chón lắm à. Ít thấy lắm anh em à. À, hiện tại bây giờ mình đang để dành khá là nhiều mấy cái hoạt lực để hôm nào mình sẽ đi khiêu chiến cái ải thứ 12 để kiếm cái trang bị màu cam cho anh em xem. Để hôm nào mình sẽ làm một cái video mình đi kiếm trang bị màu cam thôi. Mình sẽ treo, mình sẽ xả hết toàn bộ để mà xem nữa là có ra được cái trang bị màu cam hay không nha anh em. Thì ở cái video đó thì mong anh em sẽ xem và ủa, bây giờ mình có thể là mình bây giờ mình quấn tiếp nữa anh em. Ôi, cho mấy con này lên trước hết luôn đi. Mặt nạ ra phía sau luôn, bi vàng nè, Fubuki. Rồi ok. Thì nếu mà anh em có ý tưởng gì hay đó ở Bogot, một cái dạng Super Saiyan anh em à. Super Saiyan này à, cấp 5 rồi anh em. Super Saiyan này tóc dài rồi anh em à. Ơ, chóng luôn rồi cả. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thôi khỏi trừ giáp đi. Có chết. Ủa, bạo kích hay không? Không bạo kích. Ủa, nãy mình đâu có, mình chắc mình chọn nhầm anh em. Nếu mà anh em có cái ý tưởng gì hay thì anh em cứ góp ý cho mình để mình có thể là ra được nhiều video hay hơn cho anh em xem nha anh em. Đó, thì hiện tại giờ thì mình cũng mấy bữa nay mình cũng không có nhiều ý tưởng để mình có thể làm video cho anh em xem, vì vậy mà mong anh em góp ý giúp mình. Anh em có ý tưởng nào hay thì anh em cứ góp ý giúp mình nha. Mình sẽ quay video theo ý kiến, ý tưởng của anh em. Hoặc là anh em có những câu hỏi đó anh em đặt bên dưới thì mình sẽ vô, mình sẽ trả lời giao lưu với lại mấy anh em cho vui. Vì vậy mà anh em cứ góp ý bên dưới nha anh em, góp ý nhiều nhiều nha. Thì ở đây đa số là cái đội hình này kia thì nhiều khi mình làm bậy bạ, mấy anh em vô góp ý này kia thì mình chỉnh sửa lại và mình hoàn thiện rất là nhiều. Cái đội hình hiện tại giờ cũng rất là ngon anh em. Đó. Mặc dù mình nạp khá là ít anh em à. Tính luôn cái ạc này chắc khoảng chưa tới 400k đâu anh em, mình nạp chưa tới 400k đâu. Đó, vì vậy mà nói chung là đi được tới đây nói chung là cũng khá là ngon anh em. Tính ra là thấy mấy anh em kia nạp vô toàn là mấy củ, mấy chục củ không anh em. Còn mình thì mình chỉ đi tèn tèn tới được tới đây thôi. Tính ra cũng chẳng nạp được nhiều. Thì cũng ngon. Đó, ok, hiện tại giờ mình đạt được bao nhiêu cái 29 vé rồi anh em à. Để mình lên 30 vé xong rồi mình sẽ
làm một cái video mình sẽ xả, hay là mình đợi một cái sự kiện khi nào có cái sự kiện nào đó mình sẽ xả sau thì nó sẽ ngon hơn em. Giống như mấy cái đợt mình nó có những cái sự kiện giờ thích chiêu mộ này kia rồi đó, thì nó sẽ trời ơi robot nó nhìn nó ức chế tinh thần. Hôm bữa quay biết nhiêu vé chẳng ra luôn anh em, ức chế thiệt chứ cay thiệt chứ anh em, bữa quay khá là nhiều mà không ra được là không ra được đó. Hiện tại giờ đập chuột mình đập được bao nhiêu nè, còn hai con chuột nữa nè chưa đập nè. Hôm bữa hên 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 sau đó mà vô nạp thử gói 20k thì 1k thì nó lại reset lại vào nhận tiếp tục nạp được anh em à. Nhưng mà hên nạp được 2 lần, không biết là giờ còn hay không nữa, để hôm nào rảnh mình vô mình nạp được biết đâu được rồi sao em. Hiện tại bây giờ ôi trời 2008 mà được 22 cái vé linh kiện với lại vé thực tế 200, trời mà đỡ đâu kim cương mình vô mình mua 14 có thể up sao luôn, trời ơi ngon quá em, 14 có thể up sao luôn. Quá đã quá dữ, 998 mà được cái gương này là sau khi mua có thể là nhận thưởng à, nhận theo ngày thì bạn em 7 ngày mỗi ngày mình sẽ nhận được bao nhiêu đó, mua hộp quà liên tục nhận 7 ngày liên tiếp được, mua sau 2 ngày nữa. Ủa này sắp hết hạn ra mấy nay mình không vô không hay luôn em. Còn cái này à, mỗi ngày mình chỉ nhận được bao nhiêu thôi và mình nhận trong vòng 7 ngày nữa mà. Rồi tính ra 14 có thể up sao nhìn nó ngon quá em, nhưng mà đâu có tiền đâu mua, giờ vô đó mua tiền đâu mà chịu nổi. Rồi, ok, Saitama, nhiệm vụ Saitama xong rồi nè. Đó thì anh em chịu khó up cái nhiệm vụ Saitama này. Lúc đầu anh em lúc đầu mình không biết mình up bậy bạ này kia các kiểu. Cho nên là bây giờ mình bị thọt thì rất là nhiều. Bởi vì giờ đó mình cố gắng mình không biết anh em. Thì sẵn đây mà mấy anh em nào mà chưa up thì anh em nên up là up full cái này xong các anh em xuống tiếp 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 bên dưới nè. Chứ đừng có để up đầy nhóc chân nè, lúc đầu mình up đầy nhóc mấy cái này chưa này nè. Đó, mình đâu có biết cái vụ mà xuống dưới tầng dưới mà lấy cái vụ lấy cái tầng tốc độ đó em, tốc độ toàn đội nè, ở cái dòng tốc độ toàn đội ngon cực kỳ anh em à. Đó, bây giờ mình đang mở khóa này lên cấp 5 mình sẽ lấy được cái tốc 6 là 25 điểm tốc độ cho toàn đội nè, cực kỳ ngon. 2 ngày nữa, 2 ngày nữa mình sẽ đủ anh em. Rồi ok lên được 1.920.000 rồi anh em, chuẩn bị lên được 2 triệu rồi. Và thôi bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi, về hiện tại giờ video nó cũng khá là dài rồi thôi, cho nên là mình sẽ kết thúc ở đây. Và anh em nếu mà có ý tưởng gì hay hoặc là góp ý gì đó cho mình thì anh em cứ đóng góp ý kiến dưới bằng bình luận nha anh em, mình sẽ tiếp thu ý kiến anh em và cho ra những video tiếp theo hay hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.